Hello hello, xin chào 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Radion. Làm đây ha, tiếp tục chương mục tin tức xe máy. Mình cập nhật giá bán cũng như trả góp và giới thiệu 3 phiên bản Vario 125 cũng như 150 độ ở tháng 4 này nha. Rất là đẹp luôn ha. Màu xanh nhạt trời ha. Đó, xanh nhạt trời trắng. Rồi màu xanh tím, xanh tím trắng cũng như màu xanh đen lục bảo, màu xanh lục bảo nè, đó thấy chưa. Và cũng có màu hồng minor luôn nha, mình sẽ quay sơ mọi người xem. Đây, nằm bên đây nè. Tại vì mình không dắt nhiều, mình nhắc một hai con mình quay thôi. Thì đợt trước kênh mình có một bạn nữ hỏi là có màu hồng phấn hay là hồng minor không, thì đây nha. Đó, hồng phấn, hồng minor của bạn nha. Nên mà mình không quay, tại vì đợt trước mình có quay một lần rồi, mình không có quay nữa. Mình lúc nào cũng cập nhật những màu độ cũng như màu sơn mới nhất mà cửa hàng độ, nên cái màu hồng minor mình có quay một lần rồi. Nên bây giờ mình quay sơn sơn cho bạn nó coi ha. Đó, có luôn nha. Đó, thì 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip, nhớ đăng ký kênh cho mình cũng như like video clip và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Theo như thường lệ mình sẽ quay sơ mặt tiền cửa hàng chút xíu nha. Và cửa hàng chỉ có một chi nhánh duy nhất tại Mỹ Phước 1 thôi nha mọi người. Những cửa hàng khác nhiều khi trùng tên nhưng mà không phải nha. Đó, thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 gặp anh Côn nha. Và số điện thoại mình cập nhật phía dưới góc trái màn hình nha mọi người. Mọi người chú ý liên hệ mua xe cho đúng ha. Rồi quay lại chủ đề chính nè, mình sẽ cập nhật giá bán nha. Trước khi mình quay ba phiên bản độ này, thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Vario 125 với mức giá là khoảng 41.500.000 đồng. Như vậy là giá Vario 125 giảm nhẹ hơn so với những tháng vừa rồi nha. Tháng vừa rồi dòng Vario 125 nó rơi vào khoảng 42 triệu đồng, và tháng này còn có 41.500.000 đồng thôi. Đó, có một chút giảm nhẹ hơn so với những tháng trước. Và dòng Vario 150 thì giá vẫn là 52 triệu đồng nha mọi người. Đó, không thay đổi, không lên cũng không xuống. Chỉ có dòng 125 là giảm nhẹ xuống 500 ngàn đồng, còn 41 triệu 500 ngàn đồng so với những tháng trước là 42 triệu. Và giá hai con này 125 cũng như 150 mình báo lúc nào cũng đã có thuế VAT 10%, mọi người chú ý ha. Và áp dụng cho màu nguyên bản hay còn gọi màu green nha. Còn màu đỏ là tùy màu mà có giá bán khác nhau nha mọi người. Mọi người chú ý ha. Về vấn đề trả góp á, thì dòng 125 cũng như 150 đều được cửa hàng hỗ trợ trả góp là trả trước 0 đồng hay còn gọi là không cần trả trước đó. Có nghĩa là các bạn chỉ cần tới làm hồ sơ đậu là các bạn có thể lấy xe về nha. Đó, nói chung là cứ tới làm hồ sơ trả góp đậu là các bạn có thể lấy xe về. Và mức trả trước 0 đồng là mức tối thiểu cửa hàng cũng như ngân hàng hỗ trợ cho các bạn. Còn bạn nào mình có điều kiện thì mình cứ trả trước càng nhiều càng tốt nha. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu gì cũng được nha. Và trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả vẹn gốc ha. Vario 125 á, mà 50% giá trị là nó rơi vào khoảng 21 triệu đồng. Nó rơi vào khoảng 21 triệu đồng là các bạn có thể nhận ngay cả vẹn gốc rồi. Còn dòng 150 á, thì các bạn trả trước tầm 26 triệu đồng là các bạn có thể nhận ngay cả vẹn gốc rồi nha. Nhớ nha, dòng Vario 125 á, thì trả trước tầm 21 triệu đồng là có thể nhận ngay cả vẹn gốc. Và dòng 150 trả trước tầm 26 triệu đồng là có thể nhận ngay cả vẹn gốc nha. Đó, rất ok ha. Còn về vấn đề thủ tục trả góp á, thì cũng rất là đơn giản luôn. Chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu. Hai loại giấy tờ này các bạn photo công chứng hoặc là giấy tờ gốc. Và đủ 18 tuổi là mình có thể làm hồ sơ trả góp nha. Và đủ 16 tuổi là mình có thể đứng tên cà vẹt xe nếu như bạn nào mình mua bằng tiền mặt ha. Cứ nói chung là mua bằng tiền mặt là 16 tuổi là các bạn có thể đứng tên cà vẹt xe được rồi. Còn bạn nào mình mua bằng trả góp á, là bắt buộc các bạn phải đủ 18 tuổi nha. Tại vì sao? Tại vì bạn nào mình làm hồ sơ trả góp là phải 18 tuổi mình mới làm hồ sơ trả góp được. Và bạn nào làm hồ sơ trả góp thì bạn đó đứng tên giấy tờ xe luôn nha. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc, giao xe tận nơi luôn. Rất là ok nha mọi người. Và hỗ trợ thêm 500 ngàn tiền xăng khi mà xem kênh YouTube của mình nha. Đó, bạn nào mà xem kênh YouTube của mình mà mua xe ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương sẽ được anh Côn hỗ trợ thêm 500 ngàn tiền xăng xe đi lại nha. Thì ngoài ra còn có các quà tặng như là nón, nhớt, áo mưa, tùy vào thời điểm thôi. Mùa mưa thì tặng áo mưa, mùa nắng thì tặng nón nha. Đó, rất ok, nói chung là quà tặng đầy đủ cho anh em. Nên anh em cứ yên tâm ha. Rồi,
Đó là thông tin về giá bán cũng như trả góp và quà tặng cho dòng Vado 125 cũng như 150 này. Tiếp tục nội dung video, mình sẽ quay sương sương 3 phiên bản up màu này nha. Và 3 phiên bản này đều là màu sơn hết nha, chứ không phải tem trùm nha mọi người. Và cửa hàng hỗ trợ bảo hành 3 năm cũng như hỗ trợ làm cờ vẹt theo màu xe luôn nha. Nên mọi người cứ yên tâm về vấn đề công an bắt ha, không có vấn đề gì hết luôn nha. Đầu tiên là màu xanh trắng này trước đi. Màu xanh này nhìn rất là trẻ trung luôn. Đó, anh em nào thích màu xanh trắng này cũng như màu xanh tím bên kia, hai màu này là cực kỳ nhìn nó rất là trẻ trung và rất là năng động luôn, tại vì nó rất là sáng. Mọi người thấy không? Đặc biệt là mâm bạc, mọi người thấy không? Toàn là đổ mâm bạc hết, thấy chưa? Đó, hai chiếc nào cũng mâm bạc hết luôn, cũng như màu trắng kết hợp với màu xanh ha. Bên này là xanh nhạt nhạt nha trời, còn bên kia là xanh tím nên nhìn nó rất là trẻ trung, rất là mới mẻ luôn. Và đây là toàn cảnh phần mặt hông bên phải của xe nha. Đó, mình quay sơ mọi người xem. Bây giờ mình quay sơ chi tiết tí nè. Đây. Đó, 3 phiên bản này đều là Vario 150 hết nha mọi người. Còn 125 cũng có những màu tương tự như vậy luôn nha. Tại vì hai dòng này 125 cũng như 150 á, thì nó chỉ khác một chút xíu về động cơ cũng như một số chi tiết về dàn áo thôi. Còn mà chung quy mà nhìn kiểu mà nhìn tổng quát á, thì nó đều hai giống nhau hết nha. Nên cửa hàng độ màu cũng tương tự nhau luôn. Đó, cũng như màu này là 150 này, nhưng mà 125 cũng có luôn nha. Anh em yên tâm ha. Đó, đẹp chưa? Quá bóng loáng, nhìn sáng bóng luôn. Mình quay sương sương mọi người xem. Đây, phần mặt hông phía dưới nè. Đó, màu xanh kết hợp với màu trắng nhìn rất là đẹp luôn, tuyệt vời ha. Đó, bánh mâm là mâm màu bạc này, thấy chưa? Quá đẹp luôn. Và đây, phần mặt hông phía sau xe này mình quay kỹ mọi người xem nha. Nó kỹ nhưng mà nhanh nhanh tí nha, chứ không nó dài video coi ngán lắm mọi người. Đó, đẹp chưa? Màu xanh kết hợp với chữ Vario 150 màu đen rất là nổi bật luôn ha. À, đây là phần yếm xe nè. À, móc đeo đồ là hai bên là hộp chứa đồ rất là quen thuộc luôn cho dòng Vario. Đây là phần mặt hông bên trái ha. Thì phần mặt hông bên trái bên phải đều như nhau hết nha. Đó, thấy không? Ok chưa? Quá ổn áp luôn ha. Và tiếp tục là màu xanh tím. Đây, hai màu đều nổi bật hết, nhưng mà màu đó đều nổi bật theo kiểu nó hơi nhợt nhạt một tí, còn đây là theo kiểu là sặc sỡ. Tại vì sao màu tím này là gam màu đậm đó, nên nó rất là sặc sỡ, mọi người thấy không? Đó, đẹp chưa? Màu này bao đẹp luôn, đảm bảo anh em mua màu này ra chạy là không đụng hàng luôn, quá tuyệt vời, quá đẹp luôn. Hai màu này là cửa hàng mới độ là mình lên mình quay liền luôn á. Còn riêng thằng xanh lục bảo này thì nó hot trend nào giờ thì cũng độ nhiều lần rồi nè. Còn hai màu này là mới độ luôn nha. Đó, màu tím, màu này màu xanh xanh đậm mà xanh tím ha, xanh tím đây cho nó dễ, quá đẹp luôn, mọi thấy chưa? Đây, chỗ này nó khác một tí là cái chữ Vario nó không dán như màu xanh da trời bên kia hồi nãy mình quay, mà nó là màu một cái mà nhập nổi lên luôn á, nhìn nó rất là đẹp. Đẹp chưa? Này quay sơn cái ý cho mọi người xem. Thấy không? Còn kia quay vào không, bên trái là xong nha. Đây. Đó, phần không bên trái nè. Đẹp chưa? Đẹp ha. Rồi, tiếp tục quay sơn luôn cái màu xanh lục bảo này. Màu xanh lục bảo là toàn xanh thôi, kết hợp màu đen thôi. Đó, cũng đẹp lắm. Màu này là một trong những màu hot trend này, không riêng dòng Vario mà các dòng Sonic, Sachi Rider và Ed Merkin đều là những màu hot nhất, đó chính là màu xanh lục bảo nha. Đó, đẹp chưa? Quá đẹp ha. Màu này cũng là màu sơn luôn nha. Đó, màu sơn sơn mọi người xem. Đây phần mặt hông này. Với chữ Vario 150 rất là quen thuộc ha, được dịch nổi lên nhìn rất là tinh tế, rất là đẹp luôn. Ở đây là phần mặt nạ xe cũng như phần mặt hông bên xe. Có logo Honda nổi nằm hai bên hông nè. Và phần mặt nạ xe luôn nè. Đó, màu xanh kết hợp với lại màu đen, xanh lục bảo, mọi người hay gọi là vậy đó, nên mình cũng gọi là xanh lục bảo luôn nha. Đó, ok ha. Rồi, như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng Vario 125, 150 cũng như giới thiệu 3 phiên bản độ hot nhất ở thời điểm hiện tại luôn. Thì anh em cũng như tất cả mọi người có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 Ngọc Anh Côn nha. Và 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ nha, đăng ký kênh giùm mình cũng như like video và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy ha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.